Với vai trò là trưởng tư vấn phong thủy cho hàng nghìn dự án lớn nhỏ, Master Kỳ đã được mời đến làm diễn giả trong hội nghị khách hàng của công ty Pernod Ricard tại Resort Six Sands Côn Đảo. Chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh 45 phút bay, Six Sands Côn Đảo hiện ra như một thiên đường bình yên với biển xanh, nước trong, thiên nhiên nguyên sơ. Ẩn mình trong góc thanh vắng trên một trong những hòn đảo đẹp nhất Việt Nam, Six Sands Côn Đảo được mệnh danh là chốn nghỉ dưỡng huyền thoại. Vậy dưới góc nhìn văn hóa và khoa học phong thủy, Six Sands Côn Đảo có thực sự đặc biệt? Cùng theo chân Master Kỳ trải nghiệm nhé. Được thiết kế dựa trên hiện trạng nguyên sơ, tôn trọng và tận hưởng tất cả những gì thiên nhiên ban tặng, Six Sands Côn Đảo hiện ra với không gian thoáng đãng, cách bố trí sắp xếp từng khu vực, quay lễ tân, các khu nhà hàng, giải trí, spa và khu nghỉ dưỡng rất đơn giản và tinh tế, được phân khu động tĩnh riêng biệt, tương phản nhưng cũng không thiếu sự hòa quyện, chuyển tiếp nhẹ nhàng, đặc trưng cho hình ảnh thuyết âm dương trong văn hóa phương Đông. Đặc biệt, khu nghỉ dưỡng gồm 50 căn biệt thự được thiết kế vô cùng ấn tượng, được lấy cảm hứng từ hình ảnh làng chài đánh cá cùng vẻ đẹp đậm chất hoang sơ của Côn Đảo. Điểm nhấn trong kiến trúc của khu nghỉ dưỡng nằm ở sự tối giản và tinh tế, thân thiện với môi trường. Toàn bộ vật liệu xây dựng đều từ tự nhiên như tre, trúc, gỗ, mộc, hướng đến không gian mở tận dụng tối ưu nguồn năng lượng thiên nhiên. Phía sau là dãy núi và những rừng cây xanh tốt, phía trước là bãi biển nên thơ với bờ cát trải dài lãng mạn giống như một bức tranh tuyệt mỹ được vẽ bởi danh họa lừng danh nào đó. Điều thú vị là các biệt thự này được sắp xếp nhìn về cùng một hướng, ngoài thỏa mãn các chức năng về nhiệt khí hậu, kiến trúc như hướng nắng, đón gió, view biển thì việc định hướng các khối biệt thự này rất trùng hợp với hình thế lý tưởng trong phong thủy, hội tụ đầy đủ các yếu tố tả thanh long, hữu bạch hổ, tiền chu tước, hậu huyền vũ. Chào mừng các bạn đã tới kênh Khoa học Phong thủy TV và hôm nay chúng ta quay lại với khu resort Six Sands ở Côn Đảo. Team Hồng Kỳ đã chọn một căn villa đẹp nhất khu vực này, bởi vì căn villa này nó nằm ở một thế mà chúng ta sẽ thấy rằng thế nào là thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, và chúng ta sẽ bắt đầu từ đây. Hãy nhìn ở từ phía sau lưng tôi nằm bên phía tay trái người ta, tả thanh long, hủ bạch hổ, tiền chu tước. Bây giờ các bạn sẽ thấy thanh long nằm phía tay trái được phủ màu xanh gọi là rồng khỏe mạnh kéo dài ra, rồi tới chu tước phía xa các bạn sẽ thấy một dải núi người ta gọi là thuộc hình thổ, đem tới sự giàu có và của cải. Rồi bên phía tay phải người ta gọi là bạch hổ ngắn hơn rất là nhiều, thanh long dài, bạch hổ ngắn, đó chính là cách cục cực kỳ đẹp. Và đặc biệt phía trước các bạn sẽ thấy biển rất là yên tĩnh, bởi vì sao, có thành cái vịnh nhỏ ở phía trước và cái chắn gió, cái chắn nguồn năng lượng tiêu cực. Phía sau căn villa này đó chính là ngọn núi cao để che chắn, dựa sơn, tọa sơn và hướng thủy phía sau căn biệt thự này nên sao chúng ta chọn ở đây. Và không có gì bằng khi các bạn đi du lịch, các bạn nghỉ dưỡng ở đây, các bạn ngồi ở đây, các bạn ngắm cái cảnh đẹp, các bạn feel so good, và tôi cảm thấy rất là tuyệt vời. Có nghĩa rằng một ngày nào đó nếu như các bạn có điều kiện hãy đến đây, các bạn sẽ thấy làm sao khu này rất là tuyệt vời, nên không còn gì mà khó khăn chúng ta nói. Thế nào là tả thanh long, hổ bạch hổ, tiền chu tước, hậu huyền vũ và trường sinh mộc dục quan đới, lâm quan đế vận, suy bệnh tử mộ đều được kích hoạt nơi này. Và tôi chưa có dùng tới la kinh để tính toán này, nhưng người ta vào đây phong thủy là cái nhìn không thấy được, chúng ta cảm nhận rất là tuyệt vời, chúng ta chạm tới phong thủy bằng trái tim chúng ta. Nếu đã từng đặt chân đến Six Sands Côn Đảo, ta sẽ cảm nhận được biển ở đây đặc biệt tĩnh lặng và nhẹ nhàng do toàn khu đã được dãy núi chu tước xa xa phía trước ôm lấy.
Ngoài điều đặc biệt trên, Sích Sang Côn Đảo thu hút du khách bởi thiên nhiên nơi này. Các đường giao thông trong resort được tạo hình cong mềm mại. Ngoài việc tôn trọng thiên nhiên và đảm bảo độ dốc tự nhiên của địa hình, việc này còn thỏa mãn tính chất sinh khí đi cong, sát khí đi thẳng trong phong thủy. Ngoài mảng xanh tự nhiên, bên cạnh lối vào khu biệt thự còn có khu vườn rau tự canh. Dù ở nơi vắng vẻ nguyên sơ nhưng luôn tràn đầy sức sống. Không quá khó hiểu khi khu nghỉ dưỡng được bình chọn vào giải resort thân thiện với môi trường nhất thế giới. Sau nhiều ngày làm việc tại Sích Sang Côn Đảo, Master Kỳ đã có trải nghiệm tuyệt vời tại nơi đây. Nếu bạn muốn tìm một nơi nghỉ ngơi biệt lập hoàn toàn với cuộc sống vội vã tại thành phố, thì Sích Sang Côn Đảo là lựa chọn hoàn hảo cho bạn.